chúng ta sẽ chế vào. Còn chú ý nha, nước nhiều quá cắm lúc luôn nó hư luôn bà cái cây bút à. Và cái miệng của nó sưng nha, nó bị sưng nè. Rồi rồi rồi, gai gụn rồi, con này gai gụn. Rồi ơi, cái này lo tám ba con ốc của bố mẹ kia nó hơn 5 phút rồi. Thì cũng đơn giản thôi. Thì khi mà chúng ta để các cái loại này nó sẽ ăn nhiều hơn, nó ăn cái loại rau củ quả nhiều hơn. Chúng ta sẽ gãi phân chuồng. Ở đây là phân bò. Phân bò khô nha bà con. Xin kính chào bà con. Chào mừng bà con đã quay trở lại với channel của trang trại Phú Đen Đồng Tháp. Thì hôm nay em xin tiếp tục tập 2 của chủ video về nuôi ốc trong cái bể lót bạc. Thì đây là cái bể thứ hai em sẽ tiến hành thả giống cho ông chú. Đây như bà con, đây là con giống nha bà con. Đây. Thì cũng là 2.000 con cho cái bể 6 mét vuông này. Thì bước chuẩn bị để thả giống đó là chúng ta sẽ chuẩn bị một cái tàu lá chuối. Các con thấy đây, tàu lá chuối huyền thoại nha bà con. Chúng ta sẽ thả lên cái tàu lá chuối này. Thì cái bước đầu tiên mà chúng ta khi lấy giống về á, đó là chúng ta sẽ sử dụng cái nguồn nước tại cái bể này. Chúng ta sẽ sử dụng một cái cốc nước này, chỉ cần một cốc nước một cái ly này thôi nha bà con. Chúng ta sẽ sử dụng cái bể, cái nguồn nước của tại cái bể mà chúng ta sẽ tiến hành thả đó. Cái mục đích mà chúng ta sử dụng cái nước này là để cho con ốc nó thích nghi với cái môi trường mới mà chúng ta sẽ thả xuống. Thì bất kỳ một cái con chúng ta thả giống một cái con thủy sản nào cũng vậy, chúng ta phải tập cho nó thích nghi dần cái nguồn nước, đó là một cái nguyên tắc rồi. Rồi thì đây là cái mẫu ốc giống 2 tuần tuổi, 2.000 con. Cái này là em đóng chỉ lá gà muống thôi, thì nó không có do đi vận chuyển không xa, nên chỉ để lá gà muống. Còn nếu mà vận chuyển xa thì em sẽ đóng bèo với lục bình, chỉ cần giữ ẩm thôi. Đây dưới đây nó tầm có một tí nước à, giữ ẩm là nó sẽ đi được rất là xa. Thì đây là cái nguồn nước mà trong cái bể em mới múc lên đây. Chúng ta sẽ chế vào. Và chúng ta sẽ để tầm đây 5 phút đó nha bà con. Chung là cái diện tích nó nhỏ nên chúng ta không được để lâu, nó sẽ làm ốc nó bị ngập. Chúng ta cứ để đây 5 phút cho ốc nó thích nghi với cái môi trường nước. Đấy, chúng ta cứ để vậy thôi. Thì sẵn tiện đây em sẽ đo luôn cái pH của cho bà con xem ở cái nguồn nước này. Thì cái nguồn nước này là chính là cái nguồn nước ông chú đây sử dụng, cái nguồn nước máy mà sinh hoạt hàng ngày đó, và đưa vào cái bồn chứa từ 3 đến 4 ngày là tiến hành sử dụng luôn, chứ không có sử dụng nguồn nước sông. Thì đây là cái ly nước mà em múc từ cái bể ra.
Còn đây là cái bút Dobby H, bút huyền thoại luôn. Cái bút này 150 ngàn. Nói chung là nó đo được tầm khoảng 70-80% thôi, chính xác thôi. Còn bà con nếu mà chắc thì mua cây bút tầm 700-800 ngàn á, nó sẽ chính xác hơn cho bà con. Và chúng ta sẽ cắm vào thôi. Nước nhiều quá. Còn chú ý nha, nước nhiều quá cắm lúc luôn hư luôn bà cái cây bút à. Cắm vừa phải thôi. Thì chúng ta cắm vô thì chúng ta cứ để đó thôi. Chúng ta để coi cho nó cái số mà nó dừng ngay luôn. Nó dừng ngay luôn thì nó sẽ chính xác. Số nó vẫn còn nhảy thì nó chưa chính xác nha bà con. Nói chung là cái độ chính xác của nó là nằm ở tầm 70% thôi. Thì cái độ pH mà tốt nhất mà chúng ta để nuôi con ốc á là nằm tầm 7.8. Và nó sống được trong cái độ pH từ 6.5 cho tới 8. Thì nếu mà cái pH mà của bà con nó dưới 6.5 thì đó là có nước nó nhiễm phèn. Khi mà nhiễm phèn nặng thì pH nó sẽ giảm xuống. Thì còn nếu mà nhiễm phèn mà nặng thì chúng ta sẽ sử dụng vôi. Chúng ta sử dụng vôi chúng ta sẽ xử lý. Chúng ta sẽ bón vôi thì sẽ làm tăng pH lên. Còn nếu mà pH nó cao, nó vượt 8 á, thì hôm trước là có một bạn là sử dụng phèn để làm giảm pH. Thì nói chung là không, bà con không nên sử dụng phèn để làm giảm pH. Cái cách đó thì nó lạ quá. Thì nếu mà pH nó cao thì chúng ta sẽ gọi là ổn định pH bằng cách sử dụng các cái bèo, các cái lá, cái bèo với lục bình, nó sẽ lệ cái rễ nó sẽ lọc nước và ổn định pH. Hoặc là chúng ta sử dụng cái than đá đó, cái than đá mà người ta đã nấu rồi, bây giờ còn cái than không á, thì bà con để vô nó sẽ ổn định pH cho bà con. Thì rồi thì bà con thấy đây là nó nằm ở mức là 7.6 nha bà con. pH ở mực nước đây là 7.6. Nói chung là lý tưởng luôn. Lý tưởng để chúng ta nuôi ốc. Ok. Bà con đo xong nhớ tắt đi nha. Ở đây nó có nút on off mà nhiều bà con đo xong quên là để luôn là nó hết pin. Pin này thì mua tầm 2.000 cục à. Bà con xem lại tổng quan cái bể nha bà con. Thì ở đây khi mà bà con mới cái đem cái bạc về á là bà con sẽ nên ngâm cho nó hết cái mùi, mà cái mùi bạc, cái mùi cao su á, cái mùi bạc này là bạc mới. Thì bên em có cung cấp cái bạc này luôn. Cái bạc này là bề ngang 2 mét và cái bạc này là cái bề ngang nó 2 mét và bề dài nó 3 mét, cao nửa mét thôi. Thì chúng ta chỉ cần đưa nước lên 30 cm lên ta nuôi được rồi. Đây là cái bể mà hôm trước em thả rồi. Còn cái bể bên đây là thì khi mới đem bạc về là bà con ngâm phần tầm khoảng 3-4 ngày để nó hết cái mùi bạc mới. Xong rồi bà con xả nó, bỏ nước đi. Bà con xả bỏ đi xong rồi con cho thêm nước mới vào, cho lại nước mới vào và thả bèo với lục bình. Thì cái bèo này cho bà con chú ý là em cũng nhắc rồi đó, chúng ta phải kỹ cái dạy ở cửa kỹ để cái rễ thì nó hút phèn rất là nhiều. Ta rửa với loại bỏ các cái con ốc nó bù vàng, ốc kiển này nó bám vô đó. Thì chúng ta thả cũng thưa thôi, không cần phải thả dày quá. Ta cứ thả như thế này nè. Đấy, em thả đây tầm 50% cái diện tích thôi. Thì từ bèo nó sẽ phát triển ra thêm. Mục đích của bèo này là để cho con ốc nó bám vô. Thì nuôi ốc thì chúng ta cần có cái bạc thể, cái giá thể để cho con ốc nó bám. Và nó làm thức ăn cho con ốc luôn. Rồi. Còn đây là cái bể của chủ nhà nha bà con. Cái chủ nhà bắt ốc ngoài tự nhiên. Thì cái này là em không có, nói chung là không có ý kiến gì về cái cách làm này. Nói chung là của chủ nhà nên
nguyên tắc kinh doanh của người kinh doanh là cái gì mình không cung cấp thì mình không nên có ý kiến. Là em chỉ đưa ra lời khuyên thôi. Thì chủ nhà đây là sử dụng con ốc ngoài thiên nhiên, bắt ngoài thiên nhiên về để nói chung là làm ốc bố mẹ đó. Mà em thấy đây là một con số con nó nổi lên đây, em sẽ cho bà con xem luôn. Cái mà được gọi là ốc bố mẹ đây, em nhìn nuôi đây. Đây nha bà con. Nó đang nổi lên nè. Này. Đây nè. Nổi liều phiêu nè. À. Nó nổi, nó sẽ nhô lên mặt nước một phần là nó không, bà con thấy nó khô luôn rồi đấy không? Đây. Chúng ta đọc nó không có chìm xuống. À. Nó không có chìm xuống được. Con ốc mà khỏe mạnh bình thường á mà chúng ta động nó chìm xuống liền nha bà con. Đây. Con này không chìm xuống được. Và cái miệng của nó sưng nha, nó bị sưng nè. Con này bị sưng vòi nha bà con, nó sưng ra. Ngậm lại không được. Nói chung là nó vẫn còn sống. Nó vẫn còn sống chứ nó chưa có đi đâu, nó vẫn còn sống nè. Miệng ngậm lại không được. Đây, để xuống. Không chìm được nha bà con. Nổi lên nè. Thì bà con nào mà đang nuôi những con ốc như thế này nè, còn những đem ốc lớn về mình nuôi để làm ốc bố mẹ đó, nếu mà có gặp hiện tượng như thế này, đây hiện tượng này thì em khuyên bà con là vớt ra và có thể là bỏ đi, chứ đừng có nuôi, đừng có để nó nữa, nó sẽ không sống được đâu. Còn có nhiều ông thì chỉ ngâm muối á. Ngâm muối thì em khuyên bà con nên nhỏ thêm miếng xả nữa, rồi cho vô luôn. Rồi lục thì làm được cái ốc hấp xả, hoặc ốc ăn muối gì đó. Đấy. Thì vì sao nó bị thế này? Đây là nó bị sốc nước, sốc môi trường. Nói chung là nó lạ môi trường. Thì em luôn nói là con ốc lớn là nó càng lớn thì cái độ thích nghi nó kém lắm. Nó bị lạ môi trường là nó sẽ bị sưng cái vòi đi. Sưng cái vòi nè. Con này thì nằm ngửa đây, nằm như này là nó sẽ bắt đầu nhả nhớt ra. Nó nhả nhớt ra thì những con khác nó sẽ đu lại, nó núp và nó sẽ lây rất là nhiều cho một cái bể của mình. Thì đã là bên em không có cung cấp cái loại cái ốc mà gọi là ốc bố mẹ, em chỉ cung cấp thương phẩm. Tại vì cung cấp bà con nuôi không được, bên em đã cung cấp rồi nó nuôi không được thì bên em không dừng, bên em không cung cấp nữa. Nói chung kinh doanh, đi ra chúng ta kinh doanh thì chúng ta cần phải có cái tâm trong cái kinh doanh. Chúng ta phải làm sao mà bán cái gì cho bà con nuôi được. Còn nếu mà chúng ta bán mà bà con nó nuôi không được thì chúng ta phải dừng rồi. Nên bên em dừng cung cấp cái loại ốc mà được mệnh danh là ốc bố mẹ đó. Đây, nó có một con đang chìm xuống luôn nè. Khá là bự. Con này chìm ngấm luôn rồi. Rồi. Con này... con này ra ruộng rồi nha bà con. Ủa chưa vẫn còn. Rồi ra ruộng rồi. Con này ra ruộng. Trời ơi, cái này thúi in luôn. Con này thua rồi, con này ra ruộng. Đây nè. Con ốc mà nó như thế này nó thúi kinh lắm. Bỏ ra đi. Rồi coi như là bỏ cái tay luôn. Xong. Đây, nó nhiều lắm nha bà con ơi nè, nó nổi liều phiêu lên hết à. Không có chìm được đâu, đụng xuống nổi lên nè. Này đụng xuống nổi lên nè. Này nè. Này nó nhả cái nhớt nè, cái nhớt xanh xanh nè. Cái nhớt này nè. Nó vẫn còn sống chứ chưa chết đâu. À nè, đấy nó vẫn còn sống nha, nhưng mà nó không có chìm xuống được. Nổi lên nè, đặt nổi lên nè. Con ốc nó khỏe mạnh á, chúng ta nó đang bơi và đụng cái nó chìm xuống liền à. Đây còn đây nè. Đấy. Đây, nhả nhớt rồi nè. Dữ không? Thì nói chung là cái này là của ông chú bắt ngoài tự nhiên vào. Thì không riêng gì con ốc ngoài tự nhiên đâu. Nói chung là tất cả các loại ốc mà ốc lớn thì độ thích nghi kém lắm. Thì em khuyên bà con là nên cân nhắc thật kỹ trước khi mua cái con ốc được gọi là ốc bố mẹ nha bà con. Nhìn nuôi. Đây nè. Con này nhìn nè, bà con thấy kinh khủng không? Nó không ngậm được luôn, nó lè ra nè,
À, vẫn còn sống chứ chưa chết nha bà con. À, vẫn còn sống mà nó lè ra nè, không ngậm lại được. Rồi quá dữ rồi. Rồi giờ thì em sẽ tiến hành thả nha bà con. Nói chung nãy giờ cũng hơn 5 phút rồi, lo tám ba con ốc của bố mẹ kia nó hơn 5 phút rồi, thì cũng đơn giản thôi. Ở đây em quay sát cho bà con nghe nè, cái tiếng nha, cái tiếng con ốc nó kêu á. Nó ăn nó kêu như tiếng nước chảy nha bà con. Rồi em sẽ thì cũng đơn giản thôi, không có gì cả. Chúng ta cứ cái tờ lá chuối này vô, chúng ta sẽ thả lên cái tờ lá chuối đó. Thì những con nào mà bám lên cái vật thể mà em thường đóng theo là bèo với lục bình rồi đó, lá con muống thì cứ 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 nắm nó, là nắm các cái lá này nè, chúng ta cứ để lên thôi, chúng ta cứ để lên, để nó thì nó sẽ tự nó tản ra đi thôi mà con. Có một số con nó nổi luôn nữa, chúng ta cứ để như thế này thôi. Ăn cái lá ra muốn sơ sát hết rồi đấy. Rồi thì còn một số con nó nằm trong đây, nó không có bám vô cái giá thể đó, thì chúng ta sẽ cho ra luôn. Thì bà con cứ đổ nó lên này nè, chúng ta sẽ đổ lên đây cho nó vẫn nằm lên cái lá. Nó một số con nó nổi là nó sẽ tự tản ra luôn đấy. Còn một số con này thì chúng ta sẽ cho nước vô, ta sẽ cho ít nước vào, ta lấy ngón tay chúng ta sẽ nhẹ thôi nha bà con. Đấy, chúng ta sẽ khều như thế này thì nó sẽ nó bắt đầu nó nổi lên nè, nhưng bà con phải cố gắng nhẹ tay, còn làm mạnh quá là nó bể cái vỏ hết trơn đó. Cố gắng nhẹ nhàng thôi. Đây cho em một tay cầm máy quay rồi, tay làm hơi khó, bà con làm thì hai tay nó dễ hơn. Ôi thôi, nó bắt đầu nó nổi rồi, nó tản ra nè. Rồi còn một số nó bám này, để tắt máy quay em thả luôn. Ở đây là em thả xong rồi nha bà con, thì nó bắt đầu nó tản ra đó, nó bơi đi, nhưng mà nó bơi nhìn cũng đẹp lắm. Đây bà con ở xem ở khúc này nè, đó. Nó bắt đầu bơi đi, nó ngửa ra nó bơi, nó thả thiền thôi, nó sẽ bơi và nó tản ra khắp hồ luôn. Thì kỹ thuật thả thì cũng đơn giản vậy thôi, chúng ta cứ thả lên cái tàu lá chuối, và bà con chú ý là nhớ nhẹ tay thôi, vì con ốc con nó cái vỏ nó rất là mềm, chúng ta mà cầm mà còn mạnh tay thì nó bẻ liền. Chúng ta nhẹ tay và thả nó lên thì nó bắt đầu nó tản đi rồi nè, nó thả nó ngửa ra nó bơi nhìn rất là đẹp. Còn thấy nó bơi không? Nó ngửa ra nó bơi đó. Thì cái ốc nằm ở độ 2 tuần tuổi này là thích nghi rất là cao, nên bà con cứ không có cần lo lắng gì về cái khả năng thích nghi của nó.
Rồi thì em sẽ quay lại cái bể mà hôm trước em đã thả cái ở cái tập 1 đó. Thì hôm nay, tính đến ngày hôm nay là cũng 5 ngày rồi. 5 ngày sau khi thả. Bà con xem là cái nước nó vẫn trong nha bà con. Đấy, không có vấn đề gì cả. Thì sẽ trưa trưa chúng ta sẽ không thay nước ở cái bể này. Là cứ để như thế. Thì ở đây có nhiều bạn xem tập 1 thì có hỏi là sao không thấy cái lỗ cái thốc nước. Ở đây không có thốc nước luôn. Thì vài bữa sẽ sử dụng cái máy hút. Máy hút cho chúng ta sẽ hút đáy. Có cái máy bơm đáy chìm á, nó sẽ hút. Thì em sẽ khi nào mà thấy tới muốn cần thay nước thì em sẽ tiến hành thay và cho bà con xem luôn. Chia sẻ cho bà con xem. Thì ở trong cái bể này là bên em có hướng dẫn con chú là mua con cá bảy màu. Chúng ta sẽ thả vô đây. Thì mục đích là nó ăn lăng quăng nha bà con. Nó ăn lăng quăng và nó ăn các cái sinh vật phù du khác thôi. Chủ yếu là cho ăn lăng quăng. Để lăng quăng nó đẻ nhiều lắm. Cá bảy màu. Cá nó rẻ thôi chứ cũng không có gì mà mắc cả. Đây, em cho bà con xem cái những con ốc nó đang đeo. Ở đây ông chú cho ăn thêm là cái cải xà lách á. Bắp cải á, cái bắp cải nha bà con. Đây, nó đang đeo khá là nhiều nè. Rồi, thấy không? Bắp cải. Nè. Có con bự hết rồi nè. Có con mình. Con này mới một tuần nha bà con. Mới một tuần sau xuống giống nè. To hết rồi. Nó đeo bèo nè. Thì ở đây em tư vấn thêm là cho ăn, chúng ta sẽ cho ăn các cái loại lá cây thân mềm, các cái loại rau củ quả thân mềm như là mướp non, lá cải nè, lá xà lách nè. Chúng ta gọi bỏ vỏ chúng ta cho nó ăn, thì chúng ta ăn vừa phải thôi. Nếu mà chúng ta không có để các loại trái cây này á, lá cái loại rau củ quả này á, nó vẫn đeo bèo nó ăn. Thì khi mà chúng ta để các cái loại này nó sẽ ăn nhiều hơn, nó ăn cái loại rau củ quả nhiều hơn. Thì có thể là nó ngon hơn. Thì như chúng ta thôi, như là chúng ta ăn cơm thì với một chén muối với một chén thịt bò thì chúng ta sẽ ăn cái chén thịt bò chứ còn muối thì để chấm thôi, chứ không phải chúng ta không ăn muối không mà bỏ lơ cái chén thịt bò được. Vậy bèo thì nó sẽ chắc nó không ngon bằng các cái loại trái cây, các rau củ quả mà chúng ta để xuống. Thì chứng tỏ là chúng ta khi mà để chúng ta các loại rau củ quả này á, thì con ốc nó đua nó ăn khá là nhiều. Thì bèo là chỉ là không có gì mới ăn thôi. Đấy. Nói chung là bèo là sẽ đeo vô và nó vẫn ăn nha bà con. Nó không ta không cứ để nó bèo nó vẫn ăn. Không cần phải các rau củ quả này gì. Cái này chỉ là dạng như là bắp cải mà hư gia đình không ăn mới để cho nó ăn thôi. Cũng đơn giản. Thì nó sẽ đeo ăn các cái lá bèo mẻ này nè, nó đeo nó ăn. Đeo ăn nhiều lắm. Em lật cái bèo lên cho bà con xem. Này. Con thấy nó đeo không? Nó đeo khá nhiều trong cái bèo á. Thì ở đây là em tư vấn là ban đêm chúng ta sẽ cho ăn thêm cái cám gạo. Cái cám gạo nhuyễn nha bà con. Đây. Thì với một cái bể 2.000 con này chúng ta chỉ cho ăn tầm nửa ly này thôi, nửa ly coi. Không cho ăn nhiều hơn được. Cho nhiều quá thì nó ăn dư rồi nó chìm, nó rớt xuống cái bể nhìn ghê lắm. Chúng ta cứ để lên là gắt lên bể này thì bà con thấy là cám là tự nó tản ra các cái ngóc ngách thì con ốc nó sẽ đu nó ăn thôi. Và chỉ cho ăn vào buổi chiều, không cho ăn một ngày, chỉ một ngày hoặc là 2 ngày một lần thôi. Không có bà con không có lâm dụng nha, nhiều quá cũng khó lắm. Còn các cái loại trái cây này thì tốt nhất là chúng ta cho ăn vừa đủ, không nên cho ăn quá nhiều.
cái Sam kia là cái bể nuôi bèo cám nha bà con. Lát em sẽ chia sẻ cho bà con về cái kỹ thuật để nuôi bèo cám. Thì cái bèo cám thì chúng ta sẽ con nơi nuôi trong mát nó phát triển mạnh hơn ở ngoài nắng. Thì khi ngoài nắng mà con nuôi là cho nó chết luôn đó, nó không có phát triển nổi đâu. Thì nên nuôi trong mát. Còn một bên đây cũng có một cái bể ấp bố mẹ nè. Thì bên ông chú sẽ bắt đầu gom quân lại. Gom tới đâu thì em sẽ tiến hành thả cho tới đó thôi. Thì thất bại ở cái khâu ấp bố mẹ rồi. Còn mình chỉ tư vấn mình cái khuyến khích thôi, chứ chủ nhà làm như thế nào thì mình không có ý kiến. Để em lại chia sẻ cho bà con về cái cách mà chúng ta nuôi cái bèo cám để cho nó phát triển tốt, để ta nuôi cho ấp ra. Thì đây là cái bể nuôi bèo cám nha bà con. Bèo cám này bên em mới cho một ít để ông chú gầy ra. Thì bà con không nên thả chung với cái bể ốc. Cái bể ốc, bể nuôi ốc thì nó ăn hết à. Nó ăn nhanh lắm, ăn bèo cám hết, nó phát triển không được. Thì chúng ta nên nuôi riêng như thế này. Để nó phát triển thì chúng ta chỉ vớt. Bèo cám thì đặc tính của nó là từ 16 đến 24 tiếng nó nở gấp đôi cái kích thước của nó, cái số lượng của nó. Hay nó nở như quân nguyên luôn đấy. Thì chúng ta nuôi bèo cám là chúng ta sẽ cố gắng bà con nuôi trong mát đi. Nó phát triển rất là tốt. Thì mực nước mà chúng ta đưa lên là tầm 1 gang thôi. Chúng ta đưa lên tầm 1 gang. Đây. Gang đổ lại thôi, hôm nay không được gang nữa. Chừng ngón tay à. Thì mực nước thấp như thế chúng ta đưa xong rồi chúng ta sẽ ở dưới đây thì chúng ta sẽ gãi phân chuồng. Phân chuồng thì bà con có thể là phân heo, phân gà, phân dê, phân gì đó cũng được. Ở đây là phân bò. Phân bò khô nha bà con. Thì mua ở mấy cái tiệm bán cây cảnh đó, họ bán phân bò đó. Phơi khô rồi đem về đổ xuống. Đây, đổ xuống. Thì cái bể này thì trừ tầm từng 3 ngày, 3 ngày nó sẽ nở cứng lên cho bà con xem. Thì em khuyên bà con nên nuôi cái bèo cám này, tự mình nuôi chứ đừng có vớt ngoài tự nhiên. Thì ngoài tự nhiên á là nó có nhiều con ốc, thứ nhất là con ốc bu vàng nè. Nói chung là bèo là ốc gì nó cũng thích hết á, nó thích bèo dữ lắm. Nó nằm ở trong bèo nè, bà con vớt thì thường nó em nghĩ bà con vớt là dùng cái gỗ nó vớt chứ không ai mà dùng tay để đi vớt bèo cả. Chứ được nhiều. Dùng cái gỗ thật bự vớt về đổ vô. Thì nó gà lẳng là ốc bu vàng nè, ốc kiển. Những con ốc mà nó nhỏ nó tầm nửa con út à, mà nó dài sọc à, nó dài. Nói chung là ốc kiển nó không gây hại gì cả. Nhưng mà nó sẽ ăn bèo đồ của chanh dành ăn thức ăn thôi. Còn ốc bu vàng thì bà con biết nó rồi đó. Thì bà con nên chúng ta vớt về, chúng ta rửa, chúng ta đưa vô thao, chúng ta lựa ra thì chúng ta chỉ cần không cần nhiều, chúng ta chỉ cần khoảng chừng nửa ký bèo thôi. Bèo chúng ta cần nửa ký bèo sạch nè, và chúng ta ươm ra nó nở. Trầm tầng thì nó nở rồi chúng ta cứ vớt từ từ cho con ốc đang. Chứ em khuyên bà con đừng đi vớt ngoài tự nhiên nữa. Thứ nhất là chúng ta vớt ngoài tự nhiên thì chúng ta sẽ dính các loại ốc thiên địch đó. Thứ hai là chúng ta sẽ lỡ mà chúng ta cái hầm đó mà vớt mà chúng ta dính thuốc thì hao rất là nhiều. Nếu mà con ốc nó ăn nó dính thuốc thì hao rất là nhiều. Tại vì cái ao đó chúng ta đâu có xác định được có ai xịt thuốc đó không. Đấy. Thì chúng ta nên nuôi bèo. Khi mà con nên nuôi bèo. Nuôi và lựa thật kỹ ra. Còn em gặp nhiều trường hợp rồi. Dính ốc và dính thuốc rồi tùm lum hết đó. Rồi, ở đây khoảng 4-5 ngày nữa em quay lại em cho bà con xem cái bể bèo nó phát cỡ nào. Nó sẽ kín luôn đấy. Đây thì nó đang phát nè, mới thả mấy bữa. Rất là đẹp. Thì nó nằm trong mát, nó khi mà bèo nó phát bà con nhìn cái lá nó biết liền à. Nó không có, bèo thì nó tàn, nó mấy màu trắng. Còn nó đang phát là màu xanh. Còn bà con gì nuôi mà thấy bèo nó trắng trắng hoài là nó tàn đó.
Đây cũng có bãi ốc bố mẹ nữa nha bà con. Đây, nhìn nó sơ sát luôn. Có con đang nổi liều kiều kìa. À, thôi thì em cũng xin kết thúc cái video tại đây, cái tập 2 trong cái chuỗi video về nuôi con ốc trong cái bể lót bạc từ nhỏ tới lớn. Thì rất cảm ơn bà con đã theo dõi video. Nếu bà con nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy nhớ đăng ký kênh và nhớ nhấn chuông để có thể cập nhật sớm nhất các video mà bên em gửi đến bà con. Thì tầm khoảng 4-5 ngày nữa em sẽ quay lại đây để tiếp tục chia sẻ đến bà con về cái kỹ thuật nuôi con ốc trong cái bể lót bạc từ nhỏ tới lớn. Xin chào bà con, hẹn bà con ở các video sau. Xin chào và hẹn gặp lại.